Rồi, mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay với lại kênh của mình. Thì lời nói đầu tiên, Quang Tuấn xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn cùng toàn thể các anh chị em bên đội ngũ YouTube. Xin chúc cho tất cả các bạn có một cuộc sống thật là an lành. Thì hôm nay mình lại vừa hoàn thành tiếp tục một cặp súp đơn các bạn. Súp đơn mà súp mặt nha các bạn nha. Súp đơn mà súp mặt 50. Thì hôm nay thì mình cũng test cho các bạn nghe luôn. Thì bây giờ mình có vốn rồi nè các bạn. Cái cặp loa 5 tấc này của mình đã làm nó hoàn chỉnh, nó quánh rất là uy lực nha các bạn nha. Cái loa này tuy gần loa hồi xưa nhưng mà mình làm lại đúng cái tiêu chuẩn của nó thì quýnh cực kỳ hay các bạn nha. Thì ở đây cái mũi của mình thì ở đây mình cũng dán luôn cái keo AB luôn nha các bạn, chứ không có dán keo con chó các bạn. Keo con chó mà đánh súp là dán keo con chó, lỡ như nó có hở là nó kêu các bạn. Mình làm cảm thấy làm sao cho thật là chắc chắn xong rồi mình đổ keo AB luôn. Còn nếu mai mốt nó có trái con hay gì đó thì mình sẽ cắt kế bên đây nè các bạn, cắt gần chỗ cái miếng keo này chúng ta cắt dòng. Xong chúng ta thay con xong rồi chúng ta sẽ dùng keo AB, chúng ta sẽ làm nó lại, làm lại khoảng được cả khoảng 3 lần các bạn. Thì nếu như chúng ta làm cho nó khéo tay thì nó rất là đẹp nha các bạn nha, chứ nó không có xấu đâu các bạn ơi. Còn cái vấn đề mà các bạn khác làm như thế nào thì mình không biết nha. Còn riêng cái bản thân của mình thì mình có trong đầu có những cái tiêu chí như thế. Thì hôm nay thì cái súp này thì của anh này thì mình cũng quên ở đâu luôn các bạn, nhưng mà anh này nói chung ảnh cũng hơi lớn tuổi các bạn ơi, ảnh cũng không có xài Zalo luôn. Thì khi mà ảnh kêu con của ảnh kết nối với Zalo với mình để mà ảnh liên hệ để đặt hàng, chứ còn ảnh không có xài Zalo. Ảnh chỉ là lên mạng ảnh xem trong cái điện thoại thôi chứ còn ảnh không có Zalo. Thì anh này ảnh cũng hơi lớn tuổi, cũng tầm năm mấy 60 vậy các bạn cũng hơi lớn tuổi, nhưng mà mình cũng xin phép kêu bằng anh. Thì mình quay lên đây để cho anh biết là cái sản phẩm hôm nay nó đã xong. Thì tiếp theo đây thì mình sẽ xin mời các bạn nghe cái cặp súp này nó đánh như thế nào nha các bạn nha. Vẫn là cái culum huyền thoại của mình nha các bạn. Rồi thì mình sẽ tiếp tục đi qua bên đây để mình quay. Rồi chuẩn bị lên nhạc luôn. Ở đó còn cặp súp 4 mới vừa hoàn thành đó kìa các bạn. Súp 4 chắc mình không có test nha các bạn nha, mình chỉ làm video thôi. Súp cùi bắp mà nghe vậy là ok hết các bạn nha. Cái này là quan trọng là cái cặp vỏ các bạn ơi, cặp vỏ nó quánh ra được là các bạn để cái lo nào vô cũng ok hết. Nó cũng quánh như bơm nổ như thường các bạn à. Nhưng mà nó không bao giờ nó lợi mà cái súp hầm được đâu các bạn ơi. Tại vì cái súp hầm là nó tới hai khoang hơi lận. Nó nhân cái lực súp lên thì khoảng gấp rưỡi được nha các bạn ơi, gấp đôi thì được, khoảng gấp rưỡi. Đó, thì có những anh em họ hỏi chứ cái súp mặt và cái súp hầm thì cái nào nó quánh sẽ hay hơn. Thì nói chung thì nó tùy theo cái lỗ tai của người nghe các bạn. Thì theo cái lời nhận xét của mình, theo cái nhận xét của bản thân của mình là cái súp mặt này nó lực nhưng mà nó không đi xa bằng cái súp hầm nha các bạn nha. Tại vì cái súp hầm là nó kết hợp tới hai cái khoang hơi để nó tạo ra hai cái hầm hơi, và nó kết hợp là thành một cái lực để mà nó tống xuống dưới, nó đưa ra trong ngoài cái mà lỗ thoát hơi vậy các bạn nha. Cho nên là tất nhiên là nó lúc nào nó cũng phải giữ hơn cái súp mặt rồi. Nhưng mà cái súp mặt này nói chung thì các bạn nếu mà đi sự kiện lớn thì các bạn quýnh hai cặp cũng rất là ngon nha các bạn nha. Đó, nhưng mà cái vỏ bên mình thì các bạn cũng đã thấy rồi, nó không hề kén loa các bạn. Nó không hề kén loa tại vì sao? Tại vì mình thiết kế một cách để cho nó thoát hơi rất là dễ dàng. Đó, dễ dàng để làm gì? Để cho những cái dòng lo nó thường thường nó cũng thoát ra được cái bát. Đó, còn những cái dòng vỏ mà các bạn mà thiết kế nếu mà nó không có ra được á, thì các bạn phải đòi hỏi thứ nhất á, là phải lo nó phải đủ công suất lớn. Đó, phải khủng. Và cái thứ hai nữa là cái công suất, cái cục men đẩy các bạn, là nó phải đáp ứng đủ cái nhu cầu để mà nó cho cái lo này tống ra ngoài.
Thì những cái dòng loa đó thì chúng ta không cần phải nối rồi các bạn. Còn những cái dòng loa các bạn thấy không, mình làm cái màng này các bạn thấy không, nó rất là mềm nè. Các bạn thấy không, mình nhúng gì mà các bạn thấy nó đi vô nè. Đó, các bạn thấy không, đó. Nè, các bạn thấy mình làm theo mà mình không có máy đo thiệt nha. Nhưng mà cái loa này thì mình làm nó tầm khoảng 900W nha các bạn nha. Thì cái loa này thì trong cái từ loa thì nó để là 1000W. Cái hãng để 1000W. Nhưng mà mình làm cái nhện và mình kết hợp với cái con. Và mình làm dưới cái màn này thì mình có mình suy nghĩ là cái loa này tầm khoảng 900W đổ lại thôi, chứ nó không trên 900W nha các bạn nha. Cho nên là cái công sức của mình nó chỉ có 40 sò thôi, mà các bạn thấy nó đánh rất là căng. Nó đánh cực kỳ căng luôn. Đó, thì cho nên là từ cái chỗ đó đó, cái thứ nhất là nó không tổn loa, và cái thứ hai nữa đó là nó sẽ không có hao tổn cái công sức của chúng ta. Thì chúng ta cứ việc lắp ráp như cái phần âm thanh này thì mình đã nói rất là nhiều lần. Đó, thì khi mà chúng ta muốn lắp ráp một cái chiếc loa thì cái loa này nó tầm khoảng, bây giờ mình nói như cái loa của mình đi, mình cho nó là 900W. Thì cái cục men của các bạn là phải đảm bảo là đủ 1000W. Nha các bạn nha, 1000W thì các bạn có thể nói là lắp cho những cái dòng loa từ 900W đổ lại, tức là còn 100W, đó là 100W lực. Thứ nhất là nó sẽ làm cho căng cái loa, và cái thứ hai nữa là nó sẽ đi đường dài tốt, là cái men chúng ta nó không bị nóng nè. Đó. Hoặc là nó tản nhiệt tốt được, và nó làm việc một cách rất là thoải mái, thì nó không bao giờ nó hư loa chúng ta. Và cái thứ hai rất là đặc biệt nữa là nó rất là hay các bạn, tại vì chúng ta đáp đủ cái công suất để cho cái loa nó phát huy hết cái công lực của nó. Đó là cái điều mà thật sự mà nói rất là nhiều anh em mắc phải cái sai lầm, vì cái vấn đề mà mình mua cái loa thì nó quá dữ, cái loa thì công suất nó quá lớn, nhưng mà cái cục men chúng ta đáp ứng không được. Đó, thì có những anh em cái vấn đề đó mà cứ mà tối ngày cứ đổi hoài đó các bạn, cứ đổi hoài đó. Tại vì thấy cái cặp loa của ta xài nó quá trời đã đi, thì mình bắt đầu mình phải mua. Mà mình mua xong rồi trong khi đó là mình chưa biết là cái cục men của mình nó có đáp ứng đủ cái công suất đó hay không. Thì khi mua về rồi thì ở bên cửa hàng người ta bán, người ta mới nói là cái men của anh đánh không ra mà anh đổi thừa cái loa tôi cái gì. Thì bây giờ bắt buộc phải bán cái men đó bỏ, phải mua cái men mới. Đó, cho nên là về cái vấn đề này mình vừa nói mà vừa chia sẻ kinh nghiệm với tất cả luôn các bạn luôn. Thì để cho các bạn tránh cái trường hợp mà chúng ta phải bị tổn thất về cái tài chính, và cái thứ hai nữa là cái âm thanh này nó không đạt được cái hiệu quả cao nha các bạn nha. Nó nếu như mà các bạn làm không đúng là âm thanh sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả cao, dù cho các bạn có xài cái dòng loa như thế nào hoặc là cái men nó cao cấp như thế nào đi nữa, các bạn lắp ráp không đúng cái nguyên tắc của nó rồi là cái dàn của các bạn sẽ không bao giờ hay. Mà thường thường mình nói rất là nhiều lần nha các bạn nha, cái công suất 10 thì cái loa nó tầm 8 hoặc 7, theo mình nghĩ là 7 là ổn nhất, tại vì 7 là có thể là nó giết loa bất cứ lúc nào. Đó, thì nó giết loa bất cứ lúc nào, tức là cái công suất đó nó sẽ cho một cái lượng công sức cung ứng cho cái loa lúc nào nó cũng là căng loa và nó đủ lực, thì lúc nào nó cũng hay hết trơn các bạn. Cái đó là cái nguyên tắc phải nói là cực kỳ chuẩn nhất mà chúng ta cần phải lắp ráp để làm âm thanh này. Nó có những cái dòng men các bạn ơi, người ta thì người ta để cái tem, cái hiệu hoặc là cái ký hiệu trên đó đó các bạn, người ta để về cái công suất, cái đó là cái lý do của người ta để thôi. Còn mình phải biết một chút các bạn, mình phải hiểu là ở cái men đó là nó cái công suất thực của nó là bao nhiêu, để chúng ta lựa chọn một cái dòng lo nào để cho nó nó thích hợp. Nó dòng lo súp hoặc là full diện gì hết để cho nó thích hợp, để mà nó có được một cái âm thanh tốt, chứ không phải là chúng ta mua một cái âm thanh chà bá, cái lo chà bá nợn rồi chúng ta để cái công suất nhỏ đánh vẫn tiêu bình thường các bạn, tiếng nhạc vẫn ra, nhưng mà các bạn thấy nó không có cung ứng đủ cái lực của nó rồi là các bạn nghe nó sao sao á, nó kỳ lắm các bạn, nó giống như là bị lệch pha, bị này kia lắm, kỳ lắm, tại nó đánh không ra các bạn. Đó, cho nên về cái vấn đề này là mình cũng chia sẻ rất là chân thành nha. Có những anh em thì nếu như mà các bạn lựa chọn những cái dòng vỏ nó đã chuẩn rồi, mà nó đã đánh ra rồi, thì mà các bạn đánh cảm thấy như các bạn chưa có đủ hài lòng,
thì các bạn nên kiểm tra lại tất cả những cái chi tiết mà mình chia sẻ cho tất cả các bạn. Có thể là những cái lời nói của mình sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Thứ nhất là các bạn không tốn tiền về tài chính, và cái thứ hai là các bạn phối ghép một cách nó hợp lý, là cái âm thanh chúng ta lúc nào nó cũng hay hết trơn các bạn. Nói chung là cái âm thanh nó chỉ là như thế thôi, nó chỉ đơn giản các bạn, chứ nó cũng không có dữ gì đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta nhiều khi chúng ta chưa có làm đúng cái nguyên tắc của nó thì nó không có cho được chúng ta cái âm thanh chất lượng thôi à. Chứ còn thật sự mà nói cái âm thanh này rất là dễ các bạn. Các bạn nên nhớ là cái dàn lớn á thì nó theo cái lực lớn, còn cái dàn nhỏ nó theo cái lực nhỏ. Có những cái dàn các bạn thấy nó rất là nhỏ luôn, nó rất là nhỏ, nó rất là gọn luôn, nhưng mà nó đánh các bạn nghe rất là êm. Tại vì sao? Tại vì nó đủ những cái giá trị dạy tầng các bạn, chẳng hạn như bát, chung, chép, cái gì nó cũng phân biệt rõ ràng hết. Còn những cái dàn nào mà các bạn thấy nó chả bá lửa luôn, mà các bạn thấy nó đánh chỉ là tức ngực hoặc là nó đánh cho mình thốn người, nhưng mà cuối cùng là các bạn nghe nó cảm giác như là nó không có bay bổng vào cái trái tim của ta. Nó không có chinh phục được cái sự thưởng thức của mình. Đó, thì từ cái chỗ đó là chúng ta cũng thất bại thôi, chứ thật sự cũng không phải là thành công các bạn. Cho nên là về cái vấn đề mà lắp ráp một cái dàn âm thanh, là thứ nhất là chúng ta phải chọn men, thứ hai là chọn loa, và thứ ba là chọn vỏ, một cái chiếc vỏ như thế nào để cho nó ra lực. Thì các bạn cũng đã thấy rồi, cái này là súp mặt nhưng mà nó đánh cũng cỡ này thì cũng khủng khiếp rồi đó. Nhưng mà về cái độ hầm hì thì nó không bằng cái súp hầm được đó các bạn. Cho nên về cái vấn đề đó, có những bạn hỏi là cái súp hầm và cái súp mặt là cái nào mắc tiền hơn, thì cái điều tất nhiên là cái súp hầm nó sẽ mắc hơn. Tại vì cái súp hầm lúc nào nó phải đánh dữ hơn các bạn, cái lực nó đi xa hơn rất là nhiều các bạn ơi. Tại vì nó là một cái súp để mà nó cộng hưởng từ cái mặt ngoài, tức là ở phía này nó cũng có một cái phản thùng để mà nó tạo âm, thì ở phía trong cũng vậy. Thì có những cái dòng súp các bạn thấy không, người ta không có đưa cái từ nó vô trong mà người ta quay cái từ nó ra ngoài, nhưng mà các bạn nghe nó vẫn có súp, đúng không bạn? Còn cái vấn đề mà những anh em mà nói nếu mà chúng ta lắp ngược cái từ ra phía ngoài thì chúng ta phải đảo cái dây lo lại, là không phải nha các bạn nha. Tại vì cái nguyên lý là như thế nào, tức là khi mà các bạn đưa vào á, thì những cái mối mà chúng ta dán keo ở đây thì lúc nào cái lo nó cũng thụt vô thế này, thì ở đây là những cái mối keo này nó dịnh lại, nó gị lại. Thì ở trong đó nó có cái mạng nhện nữa, như cái mạng nhện này. Ồ, cái mạng nhện mình đâu ta, đây đây là các bạn, đây nó chẳng hạn như bây giờ cái mạng nhện này đi, cái mạng nhện này nó được đặt ở trên cái đế này các bạn, nó đặt trên cái đế như thế này, thì để khi mà chúng ta đánh á, thì cái con lúc nào nó cũng thụt vô thế này, thì cái chân của cái nhện này lúc nào nó cũng bám vô trong cái thành này để nó chịu lại, tức là khi mà cái con nó nhúng xuống thì nó có nhiệm vụ nó sẽ dời nó dời cái con chúng ta về để nó chuẩn bị nó đi thêm một cái bát kế tiếp. Còn nếu như các bạn đưa ngược dây lo thì các bạn cũng đã biết rồi, các bạn lấy cục pin các bạn thử đi, cộng trừ đúng thì nó thụt cái này vô, nó nhẫn xuống. Còn nếu mà cộng trừ sai là nó đưa ngược trở lên. Thì nếu như các bạn suy nghĩ là úp ngược cái lo lại mà đáo cái dây này lại ha, là mình bảo đảm cho các bạn của anh quýnh xúc nhện hết luôn. Tại vì lúc nào nó cũng đi giật ngược lên không vậy nè các bạn, nó không đi vô. Nó đi vô thì nó được cái bàn chân của cái mà con này nè, nó dịnh, ủa cái nhện này nó dịnh lại nè các bạn, lúc nào nó cũng dịnh gì hết nè. Còn các bạn ấy ngược là nó cứ đi gì nè, thì nó sẽ dở cái keo, mí keo rồi lên. Các bạn quýnh thời gian đi, thứ nhất là không cháy con, thì thứ hai những cái mạng nhện này cũng bạnh luôn. Đó, và những cái viền này nè các bạn thấy cũng tiêu luôn. Tại vì nó đi ngược ra không các bạn. Nó mà cái nguyên lý nó đi sai rồi đó. Nó đi ngược ra là các bạn thấy sai chắc chắn luôn. Chứ các bạn đừng nói gáp cái lo này chúng ta phải đưa cái đáo cái dây cộng trừ lại ha. Các bạn đáo thử thì các bạn đáo là chết liền. Nha các bạn nha, cái đó là mình chia sẻ rất là chân thành nha. Có những bạn họ có những cái ý tưởng đó và có cái suy nghĩ đó là cũng được chứ không phải là không được các bạn. Nhưng mà các bạn đánh lâu ngày rồi là nó sẽ tổn hại về cái nhện này và cái màng này. Và cái con của chúng ta nó sẽ không đi dòng ngược vô trong mà nó cứ thụt lên trên. Tại vì các bạn biết sao, khi mà cái từ trường nó đã tạo rồi thì nó rút vô trong nè các bạn. Nó rút vô trong để mà nó tạo từ cái dòng con mà từ ở trên đi xuống dưới. Còn nếu các bạn đi ra ngoài là cái con của chúng ta nó cứ đi ra ngoài không chung ngoài, chứ nó không có giật vô trong cái từ của chúng ta đó. Thì cái điều đó là các bạn thấy cái tai hại nha các bạn nha.
có những bạn mà thường thường là nói comment vô cái những cái video trước của mình còn nhớ đó. Cái vấn đề đó là sai hoàn toàn nha các bạn, đáo pha là các bạn mệt liền đó. Nó các bạn quýnh một hai cái đám thì không sao, thời gian ngắn không sao, các bạn quýnh thời gian dài bảo đảm với các bạn mang nhện con đồ là banh hết, không còn đâu. Cái đó là mình nói thật sự luôn. Và cái thiến súc của bạn cũng không bao giờ ấm, tại vì cái mũi này là nó giữ cái độ ấm là để mà nó đưa vào trong, thì từ đây cái mũi này nó sẽ tích tụ cái âm thanh này để mà nó đi vô trong cái khoảng giữa, cái lỗ giữa để mà nó thoát hơi đó, nó tạo âm, nó tạo âm trong cái hầm lo của chúng ta, xong nó mới đi vào cái thùng, nó mới thoát hơi này. Thì khi mà các bạn đưa ngược cái gì thì nó cứ phóng ngược cái mà này không, nó cứ giật cái hơi ra ngoài không, là các bạn thấy thua chắc nha. Đó, thì cái vấn đề này thì mình cũng đã chia sẻ rất là chân thành đó. Thì những bạn nào đã từng có cái suy nghĩ đó thì hãy nên ngưng cái ý nghĩ đó ra nha bạn nha. Đó, chúng ta làm gì á thì chúng ta cũng phải suy nghĩ các bạn, cái nguyên lý nó phải lúc nào cũng phải đúng hết. Chúng ta mà làm sai là cái hậu quả nó rất là nghiêm trọng. Đó, thì cái súp này thường thường người ta nói là cái súp là nó đi như thế nào các bạn, cái tần số nó đi là nó đi cái hình vòng cung như thế này các bạn. Rồi nó phát đi. Đó, nó phát đi là đi hình vòng cung như thế này. Đó, còn cái súp nào mà các bạn đi về cái phía sau mà nó lớn hơn phía trước là thua nha các bạn nha. Tại vì cái súp này á đi về phía sau nó cũng không mất bát nhiều, nhưng mà đi về phía sau mà có thể nó lớn hơn phía trước là các bạn thấy là cái vỏ đó là nó không im rồi đó. Nó mất nhưng mà nó mất một cái thời gian nào đó thôi, chứ không phải là một cái phần trăm nào đó thôi. Chứ còn các bạn đi về phía sau mà có súp mà đi về phía trước mất súp là coi như là mình thấy nó sai sai sao đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử thêm một chút nữa nha các bạn. Mình đứng ở phía sau mình nghe nha các bạn nha. Mình đứng gần cho nó bể bát luôn thử coi sao các bạn. Bể nhạc. Các bạn nghe tiếng súp nè. Mình sẽ tắt full các bạn, đừng cho nó bể nhạc để mình nghe cái tiếng súp nó như thế nào nha các bạn nha. Chắc chắn là phải bể. Thấy đơn giản chứ không có đơn giản đâu các bạn à. Đó, nhưng mà mình đã phân tích rồi, anh em nào không sợ nặng đó, anh em nào không sợ nặng nề đó, và không lo ngại về vấn đề tiền bạc thì hãy nên chọn súp hầm. Còn nếu anh em nào thích cái súp mặt mà nó quýnh cái đường gần và nó quýnh tức ngực trong cái phạm vi gần á, thì các bạn hãy xài cái súp súp hơi, ủa cái súp mặt đó. Thì hai cái đó thì mình đã có phân biệt rất là chi tiết rồi, để cho tất cả những anh em gần xa trên mọi miền đất nước họ, để họ có được cái định hướng là chúng ta đang cần phải làm gì và lựa chọn cái sản phẩm nào. Chứ còn chúng ta cứ cái nào cũng là cũng giữ, cái nào cũng là dạng VIP, dạng đỉnh hết, thì cuối cùng thì những anh em đó họ cũng không biết là mình lựa chọn cái sản phẩm nào cho nó đúng. Đó, cho nên là mình ở đây á, là không phải là mình theo một cái đơn vị nào, hay là một cái phe phái nào, hay là mình làm bằng cái tiêu chí nào, mà là mình phải làm tất cả và mình cung ứng cho cái thị trường là người nào thích mẫu nào thì mình làm mẫu nấy. Chứ không phải là mình mua đi để mà mình về mình lắp ráp xong mình bán đã thành phẩm.
Thì những người người ta mua, người ta bán thành phẩm thì lúc nào người ta phải nói giữ các bạn. Lúc nào nói giữ. Tại vì người ta đang đầu tư vào trong cái mặt hàng đó để mà họ kinh doanh mà, thì lúc nào cũng nói giữ. Rồi xong tới qua cái giai đoạn đó họ sẽ bỏ cái mẫu đó và họ thiết kế thêm một cái mẫu khác nữa, thì cái mẫu đó cũng vẫn là mẫu giữ nữa, đúng không các bạn? Còn mình ở đây thì mình làm cái nào, nói như thế nào, mình sẽ phân biệt cho thật là rõ để cho các bạn dễ tìm hiểu đó, và dễ lựa chọn luôn các bạn à. Đó, chứ còn mình ở đây thì nói chung cái nào mình cũng nói giữ cho người khách không biết, mà mình không phân biệt rõ là cái súp mặt nó có tiếng như thế nào và cái súp hầm nó có tiếng như thế nào. Thì nói chung là cái súp hầm thì nó phải khủng hơn rồi các bạn à. Tại vì các bạn cứ suy nghĩ một cái câu đơn giản mà mình thường thường ưa có mà phân tích cho các bạn á. Tức là cái súp hầm nó là hai khoang hơi à, để mà nó dồn cái lực lại, nó đoàn kết cái lực lại để mà nó đưa ra ngoài. Còn cái súp mặt này nó chỉ có một khoang hơi thôi, tức là nó đánh lên trên đó, nó đi vô trong đó xong nó tạo âm dài xuống, xong nó mới xuống như này, bắt đầu nó mới thoát ra đây. Đó, thì cái súp này thì các bạn thấy rồi, thời gian gần đây thì mình làm nó hơi đưa lên chút xíu các bạn. Thì những cái lý do mà để mình làm cái này đưa lên để làm gì thì các bạn cũng đã biết ở trong những cái video trước rồi. Thì mình muốn thứ nhất á, là nó dịnh từ cái điểm bên đây qua tới điểm bên đây để mà nó giữ cái độ cứng của cái thùng chúng ta lại. Và cái thứ hai nữa, nó có một cái nhiệm vụ là nó đưa cái tiếng súp của chúng ta đi lên không trung một chút xíu, chứ nó không phải nó nằm đà ở dưới chân của chúng ta, là giúp cho cái súp này nó sẽ được phóng xa hơn và nó đưa cái âm thanh đi xa hơn nữa. Đó là cái mà thiết kế của mình và cái kinh nghiệm của cái riêng về cái xưởng bên mình. Chứ không phải là cái này là nó án cái mặt ra đâu nha các bạn nha. Không phải là nó án cái mặt đâu. Tại vì các bạn cũng đã biết rồi, cái miếng này là nó nằm từ cái miếng này, nó dạt tới ngoài này là nó đã đi khỏi ra ngoài cái thùng rồi, nó mới đưa lên nha các bạn nha. Chứ không phải là nó nằm lúc ở phía trong. Nếu mà nó nằm lúc ở phía trong, tức là mình đang nhốt cái âm nó lại. Còn cái này nó nằm cái khoảng ngoài. Đó, tức là khi mà cái thùng của chúng ta nó đã tạo âm hết toàn bộ, chắc chắn là nó đã tạo âm hết toàn bộ cái vỏ này rồi, thì nó bay ra. Và nó bay ra xong thì trong lúc đó nó sẽ gặp cái miếng dán này để nó đưa cái hướng của cái bát chúng ta đi. Chứ không phải là chúng ta ém cái này lại cho nhiều nha các bạn nha. Nói chung thì các bạn cũng đã thấy rồi, có những mẫu á, cái lỗ hơi nó bự hơn cái, muốn bự hơn cái mặt súp này, các bạn có tin không? Có gần bằng luôn, có thể muốn bự luôn đó. Đó, nhưng mà các bạn thấy không, cái đó thay vì các bạn xài cái súp hầm nó sướng hơn. Cái súp hầm bị gì, nó là tạo được hai khoang, cái tiếng nó lực hơn và cái độ cao của nó cũng chuẩn hơn. Cho nên là nếu như các bạn mà xài cái súp mà nó cao như thế này mà là súp mặt đơn thì các bạn nên xài cái súp hầm, nó sẽ giữ hơn. Bao với các bạn luôn, nếu mà thật sự mà nó súp đơn, các bạn đóng cỡ nào cũng vậy hết, khi mà các bạn gặp cái súp hầm hai khoang mà chúng ta thiết kế nó đúng rồi thì giết các bạn chắc chắn luôn. Đó, còn những cái đơn vị khác thì họ đóng như thế nào thì mình cũng chẳng có biết luôn. Thật sự các bạn không biết là trong ruột của họ là họ là làm cái ma trận như thế nào đi nữa. Thì những cái năm mà trước mình làm YouTube á, đó, thì tính ra cũng cỡ 6-7 năm gì hả các bạn ha. Đó, thì trong cái thời gian đó thì cũng có thời gian các bạn, tại vì hàng không có nhiều thì nhiều khi là cũng vào cái kênh này kênh kia để mình xem, mình tham khảo vậy thôi à. Nhưng mà thật sự mà nói là không có cái gì bằng mà chính cái bản thân mình tạo ra để mà mình nhận xét hết trơn các bạn. Tại vì mình làm nó ra xong rồi. À, rồi cái kiểu này mình test rồi nó như thế nào, rồi kiểu kia test như thế nào, rồi cuối cùng mình mới lựa chọn ra một cái gọi là nó đỉnh nhất trong một cái kinh nghiệm riêng của mình, nó để mà mình áp dụng vào để mà mình làm vỏ. Chứ còn không phải là chúng ta lên mạng để chúng ta học những cái đó rồi xong cái lấy mẫu người ta về, xong rồi cái mình làm xong cái mình để cái tên cái hiệu của mình vô. Đó, cái đó là nói chung là không xứng đáng các bạn. Cái đó là nói chung là mình nghĩ là không phải là một cái tuyệt chiêu hay. Đó, mình thấy rất là nhiều rồi. Đó, đi mua những cái sản phẩm của
gâu ông này càm bà kia gì tùm lum hết trơn luôn, các bạn về cấm vô xong cái để cái tem vô riêng biệt của mình để bán ở thị trường, đó là hàng độc quyền của này kia kia nọ đó. Các bạn có tạo được cái lo đâu mà cái hàng đó là của các bạn độc quyền, các bạn có chế ra được cái lo đâu mà độc quyền, các bạn có đóng được cái vỏ đâu mà độc quyền các bạn, nó mình cũng chưa dám luôn đó các bạn à. Đó, thì tại vì nói chung thì mỗi một cái người có cách kinh doanh riêng, còn mình á thì nói chung cái điều đó cũng không ai cấm cản hết trơn các bạn, tại vì họ muốn có cái thương hiệu trên thị trường cho nên họ phải làm vậy thôi. Mà cái vấn đề âm thanh này á là nó cũng không có gì quan trọng dữ đâu, mà chúng ta lấy của người khác về chúng ta cũng giống như mấy anh ở đây các bạn, mua cái vỏ về xong cái dán cái bằng hiệu này hiệu kia hiệu Mỹ hiệu Pháp tùm lum hết trơn, đối với mình là không cần thiết. Nó các bạn nếu mà như các bạn thì các bạn đem lại cái vàng đó các bạn đem lại đó để phục vụ yêu cầu người ta thấy hay ok là lụm, chứ không cần người ta không bao giờ mà ta mướn cái thùng các bạn mà ta hỏi anh là xài cái hãng lo gì vậy, hay là anh xài cái hàng này là nhập từ đâu, hay là có ai hỏi đâu, ít lắm các bạn. Cái đó là nói về cái phương diện của khách hàng nha. Còn những anh em mà muốn hỏi những cái điều đó là toàn bộ là những anh em bầu xô cùng với nhau không, họ mới có những cái lời hỏi đó thôi. Chứ còn nói với những người khách mà người ta mướn mình lại để trả tiền thì chỉ đơn giản là họ hỏi hàng vàng của anh đánh nó có hay có chuẩn hay không, hay là họ khen vàng hay hay là chê vàng dở thôi. Chứ còn nói về cái vấn đề nó là vấn đề mà nó hỏi lo anh xài dòng gì, nếu mà anh xài đúng cái dòng xịn tôi mới mướn, dòng dỏm tôi không mướn là không có đâu các bạn này. Người ta chỉ nghe cái âm thanh mà người ta đánh giá thôi, chứ thật sự người ta ít có quan tâm vấn đề đó lắm. Còn cái này là mình làm video này là cho những anh em bầu xô họ nghe, chứ còn nói về khách thì nói chung cũng ít rồi đó, khách cũng ít nghe lắm các bạn. Nhưng mà những cái người khách thì cái kênh của mình cũng rất là nhiều, tại vì mình chia sẻ nó rất là nhiều thứ, chẳng hạn như cái kinh nghiệm để mà mình chơi cái âm thanh thì những cái người khách họ cũng xem, chứ không phải là những anh em bầu show không. Cho nên là mình không hại ai hết, nhưng mà thật sự mà nói mình không hại ai chứ các bạn, mình giúp được giúp, không giúp được thì thôi đó. Chứ mình đừng có thốt ra những cái lời này lời kia cho có mang khẩu nghiệp làm gì các bạn nha. Rồi thì bây giờ mình xin một lần nữa xin kính chúc tất cả các bạn gần xa trên mọi miền đất nước, và gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em gần xa đã ủng hộ và thương mến cái sản phẩm của Hoàng Tấn trong suốt cái thời gian qua. Một lần nữa mình xin kính chào tất cả các bạn, và hẹn với các bạn một cái video kế tiếp nữa nha các bạn nha. Rồi mình xin kính chào.